Xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đề tài thứ 12, tôn giáo và lương tâm nhân loại. Đề tài này nghe có vẻ chán phèo nhỉ? Đó là vì bạn hiểu lương tâm nhân loại theo nghĩa thông thường của con người bình thường, và bạn hiểu chữ tôn giáo có nghĩa nào đó liên hệ đến một thực thể chủ trương hướng thiện cho con người. Nếu thế thì chúng tôi đã không có đề tài này ngày hôm nay. Thưa các bạn, sự trình bày dưới đây hoàn toàn không có 1% nào sáng tạo hay mới lạ cả, nhưng sẽ làm các bạn giật mình khi biết được sự khác thường đằng sau cụm từ lương tâm đi theo chữ công giáo, lương tâm công giáo, và cụm từ tôn giáo cũng có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Xin mời các bạn thử lắng nghe giáo sư Nguyễn Minh Quang trình bày. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy giáo hội La Mã thường sử dụng cụm từ lương tâm công giáo, và có một cơ quan trong tòa thánh Vatican lại mang danh hiệu công lý và hòa bình. Thế nhưng trong thực tế, chúng tôi thấy những hành động của họ hoàn toàn trái ngược với những ý nghĩa của hai cụm từ trên đây. Vì thế chúng tôi dành ra một buổi nói chuyện về sự trái ngược này. Trước hết chúng tôi xin nói rõ về cái mục tiểu mục nói chuyện ngày hôm nay, tức là trước hết là nói về định nghĩa về lương tâm và tôn giáo, sau đó nói đến lòng khoan dung của các dân tộc đa thần giáo. Tiếp theo là chúng tôi sẽ nói về lương tâm công giáo mâu thuẫn với lương tâm nhân loại và công lý hay công đạo. Thứ tư là chúng tôi sẽ nói đến bản chất của các tôn giáo độc thần và tác hại của nó. Thứ năm là chúng tôi sẽ nói đến những biện pháp giải trừ thảm họa độc thần. Xin mời quý vị tiếp theo nghe chúng tôi trình bày dưới đây. Thứ nhất, xin nói về định nghĩa theo các từ điển tiếng Việt. Nói về lương tâm trước hết, các định nghĩa về lương tâm trong các từ điển Việt Nam đều giống nhau. Lương tâm là cái thiện, cái lòng lành tự nhiên của người ta sẵn có, cái bụng dạ tốt của con người để tiếp nhận những sự hay, sự tốt. Tuy nhiên các định nghĩa về tôn giáo thì khác nhau. Tôn giáo là một thứ tổ chức lấy thần đạo làm trọng tâm mà lập nên giao ước để khiến người ta tín ngưỡng. Đó là theo từ điển của ông Đào Duy Anh. Theo từ điển của ông Lê Văn Đức thì tôn giáo là đạo, đường lối tu hành, tin tưởng, lấy một hay nhiều vị thần làm chủ, với một giáo lý vững chắc, với một tổ chức chặt chẽ, luôn luôn khuyên tín đồ làm lành, lánh dữ để mau tới cõi siêu thoát. Chúng ta cũng mình biết rằng đó là chỉ hai cái định nghĩa của học giả Đào Duy Anh và học giả Lê Văn Đức. Tuy nhiên chúng ta cũng còn nhiều cái định nghĩa khác, nhưng mà thì đại khái nó cũng giống như vậy. Nhưng mà riêng về định nghĩa của giáo hội La Mã thì chúng tôi thấy họ định nghĩa như thế này, nó hoàn toàn khác với lại chúng ta. Là một tôn giáo thì phải thích nhất phải có cái tổ chức như bộ máy cai trị của một chính quyền, rồi phải có một vị giáo chủ đứng đầu cái tôn giáo đó, rồi có một cái hệ thống cán bộ, và đặc biệt là phải có cái hệ thống tín lý như của họ. Cái rõ ràng là cái định nghĩa như vậy là rất chủ quan và dựa theo cái tổ chức tôn giáo của họ để họ nói ra cái định nghĩa đó. Chứ khắp nơi trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, đâu có cái định nghĩa nào như thế đâu. Họ đạo Khổng, đạo Phật, thần đạo đều không có ông giáo chủ nào hết, đều không có một cái bộ máy cai trị như là giáo hội La Mã. Vì giáo hội La Mã sở dĩ có cái bộ máy cai trị như vậy là rập khuôn theo cái bộ máy cai trị của đế quốc La Mã, khi mà cái đế quốc La Mã khai sinh ra cái giáo hội La Mã. Chúng tôi xin nói đến vấn đề ở Việt Nam. Từ khi mà giáo hội Thiên Chúa giáo du nhập vào Việt Nam với cái quan niệm về đạo đức, về phải trái, về lương tâm, về tính cách cuồng tín của nó, thì nó đã làm cho cái quan niệm trên đây, đời sống của xã hội Việt Nam cũng như trật tự từ xã hội Việt Nam bị đảo lộn. Nhất là cái đời sống bình thường của dân ta là đã bị xáo trộn về những cái lối định nghĩa, khi mà họ dựa vào các thế lực của nhà nước để mà họ thi hành những cái điều trái ngược của họ đối với dân ta. Chúng ta cũng biết rằng ở Âu Châu phải nằm dưới ách thống trị của giáo hội La Mã cả gần 1.000 năm. Cho nên vì thế thói quen, cho nên khi nói đến tôn giáo thì họ hay nghĩ đến cái độc thần tôn giáo Kitô, với tất cả những cái ý niệm
của cái tôn giáo này. Tiếp theo chúng tôi xin nói khác với giáo hội La Mã là đến cái xã hội theo đa thần giáo với cái lòng khoan dung của họ. Chúng ta biết rằng các dân tộc Á Đông như Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Ai Lao, Khmer, Miến Điện, Thái Lan vân vân đều theo cái tôn giáo cổ truyền của họ mà là đa giáo, tức là có nhiều tôn giáo như là đạo Khổng, đạo Phật, thần đạo đặc biệt là ở Nhật. Điểm đặc biệt là các dân tộc của các quốc gia này đều có thể cùng tin một đạo này lại có thể tin các đạo khác. Ví dụ như họ tin đạo Khổng, rồi họ lại tin cả đạo Phật, rồi họ tin cả những cái niềm tin ngưỡng khác nhau. Thí dụ như thần sông, thần núi, là tất cả những cái đó đều chứng tỏ rằng các dân tộc Đông Phương người ta theo đa thần giáo. Chính vì cái theo đa thần giáo đó cho nên cái lòng khoan dung của người ta đối với nhau nó có tính cách bao dung, khoan hòa, nhân ái. Thế cái nói về cái vấn đề này á thì ông sử gia Thompson có viết như sau: người Việt Nam sống theo nguyên tắc nếu một tôn giáo là tốt thì ba tôn giáo càng tốt hơn, nếu có gây ra hỗn loạn thì ít nhất cũng là mất đi cái tính cách cuồng tín về tôn giáo. Cả lòng khoan dung và nghi thức tôn giáo cũng đều bắt nguồn từ Trung Hoa, nhưng cũng bao gồm rất nhiều cái tín ngưỡng bản địa mà không bao giờ bị xóa hay biến mất. Nhờ những đặc tính khoan dung trên đây, theo đạo Nhân trong đạo Khổng cũng như lòng từ bi hỷ xả trong đạo Phật mà người Việt Nam nói riêng, các dân tộc Đông Phương nói chung không mang căn bệnh cuồng tín về tôn giáo. Các dân tộc này theo đa thần giáo không những đã giúp ích cho việc ổn định của xã hội mà còn giúp cho cái công cuộc thăng tiến phúc lợi của người dân trong cõi đời này. Chúng tôi xin nói về cái lương tâm công giáo, nó mâu thuẫn với cái lương tâm của nhân loại. Như đã nói ở trên, chúng tôi nhận thấy giáo hội La Mã thường đem những cụm từ lương tâm công giáo và công bình bác ái ra nói chuyện trên đầu môi chót lưỡi. Trong khi đó thì những gì họ làm đều hoàn toàn trái ngược. Xin được cùng bạn đọc tìm hiểu thêm mấy vấn đề dưới đây. Thứ nhất là về cụm từ công bình và bác ái, công lý và hòa bình, có lẽ bạn đọc cũng thấy tương phản tuyệt đối giữa cụm từ này với lịch sử 2000 năm của giáo hội La Mã. Họ đã gây ra, nào là nói là công bình nhưng mà lại họ lại gây ra thánh chiến. Họ thiết lập cái tòa giáo dị giáo để xử án những người khác tôn giáo. Họ lại cấu kết với các cường quyền địa phương để củng cố cái quyền lực của cái đạo của họ tại địa phương, và đồng thời họ lại còn cấu kết với các đế quốc thực dân xâm lược Âu Mỹ để bành trướng cái thế lực ra ngoài lục địa Âu Châu. Trong suốt chiều dài lịch sử chúng ta thấy thực sự là như vậy. Họ gây ra thánh chiến, như là các vị biết là chúng tôi đọc rất nhiều sách về lịch sử thế giới, riêng về cuốn sách này đó là chúng tôi đã từng đọc, và nơi trang 217 có nói rõ về cuộc thánh chiến lần thứ nhất và các cuộc thánh chiến kế tiếp. Các cuộc thánh chiến này kéo dài tới gần 200 năm, từ năm 1099 cho đến năm 1293 mới chấm dứt, nhưng mà cái hậu quả của nó còn kéo dài lắm, và cái số người chết vì các cuộc thánh chiến do giáo hội gây ra nó lên tới không biết bao nhiêu triệu người. Những cái sự tàn ác trong những người lính đạo, trong cái đạo quân thập tự viễn chinh đi các nước khác, thì cuốn sách này là cuốn sách tên là của tác giả là Martin Martin, tên cuốn sách là Decline and Fall of the Roman Church. Ở nơi trang 110 và 111 họ nói đến những sự tàn ác vô nhân đạo cực kỳ khủng khiếp trong những người lính đạo trong đạo quân thánh chiến lần thứ nhất. Ở nơi trang 110 và 111 chúng tôi đều xuất dẫn ra đây. Quý vị thấy cuốn sách này ở đây nó có cái tựa đề rất là không được rõ, nhưng mà trong này đó thì có cái tựa đề rất là rõ. Xin lỗi quý vị, sách chúng tôi đọc đều có ghi chú rất là nhiều, trông rất là không được đẹp mắt nhưng mà nó giúp cho chúng tôi dễ dàng nhớ, khi mà biết đến đâu thì biết nó ở nơi nào để chắc chắn.
Trong cuốn sách này cũng là nói cái chủ trương của giáo hội nắm hết các quyền kiểm soát sinh hoạt trong xã hội của người dân, để giáo hội độc quyền hết tất cả các phương tiện sản xuất, và người dân không biết trông vào đâu mà phải dựa vào nhà thờ hay là giáo hội La Mã để có công ăn việc làm. Cuốn sách này tên là Richard Poor Church của cùng tác giả là Malachi Martin. Cuốn sách này nói về sự tàn ác của những người lãnh đạo Việt Nam trong thời kháng chiến chống Pháp 1945-54. Tác giả lại nói ra những cái vụ mà chúng tôi đã về Việt Nam đi tận đến nơi để biết, đó là như là Hương Xá, Quỳnh Lưu, Quỳnh Côi và nhiều nơi khác, là chúng tôi đến tận mắt và chúng tôi đã chụp hình những cái bức hình những người bị họ giết, và có những cái tấm bia mà chúng tôi đã trình bày trước đây ở trong một bài viết nào đó. Chúng tôi đã nói điều này rất nhiều lần ở nhiều cơ hội, không ai có thể kể hết tội ác được của giáo hội La Mã cùng bọn luật. Thật là không còn gì chơ chén bằng việc thích dùng những mỹ từ để che đậy bộ mặt tàn ác gian tham của họ. Bạn đọc vẫn còn nhớ, cho đến nay bọn quân chiên người Việt vẫn còn lì lợm bênh vực cho Pháp và Vatican liên kết với nhau, sợ đem quân đến đánh chiếm Việt Nam, mà lại họ bảo rằng cảm ơn người Pháp. Họ còn nói rằng là người Pháp và Vatican đem văn minh đến khai hóa cho Việt Nam và đem văn minh Thiên Chúa giáo như là họ đã từng quảng bá như thế từ thế kỷ thứ 19 cho đến ngày nay. Về cụm từ lương tâm công giáo, họ còn nói có một diễn đàn điện tử có danh xưng là lương tâm công giáo đoạt khảm để mập mờ quảng cáo rằng họ là những người có lương tâm. Nói đến chữ lương tâm, thiết tưởng cũng phải nói đến từ tội. Bình thường bất kỳ ai sống trong một xã hội có văn hiến, bất kỳ người nào theo tôn giáo nào đều cũng có hiểu biết sự khác nhau giữa điều tốt và điều xấu, giữa ăn gian nói dối, ăn cắp người ta, hại người ta và những người làm điều thiện. Tất cả những cái tội đó là đều là tội, những điều trái với lại nhân luân. Khi làm những điều gì trái với lương tâm thì lương tâm căn đứt. Nhưng tại sao lại có chữ lương tâm công giáo? Nói đến lương tâm công giáo thì phải nghĩ đến nó khác với lương tâm bình thường, và như thế thì tội theo quan niệm của giáo hội La Mã cũng khác với cái tội của người thường. Thực tình từ xưa tới nay tôi vẫn luôn luôn thắc mắc tại sao lại có những cụm từ đó. Không có những người bạn kiến thức nào, dù là dân Chúa cũng không có thể trả lời hay giải đáp cho tôi được cái thắc mắc này. Mới đây chúng tôi tìm thấy cái định nghĩa của chính giáo hội qua cái bài viết lương tâm theo quan điểm của giáo hội công giáo. Bài viết này do ông Linh Mục Nguyễn Hữu Thi đăng trên trang nhà Trung tâm Học vấn Đa Minh, nhờ ban biên tập đọc dùng cho tôi. Lương tâm là phản ảnh thánh ý Thiên Chúa, lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa, và lương tâm chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thịnh mỹ tuyệt đối chứ không phải của con người. Nhận xét một về cụm từ lương tâm công giáo, theo định nghĩa đó thì giáo hội La Mã và những người Kitô cho rằng lương tâm là phản ánh thánh ý Thiên Chúa, lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa. Thế nhưng theo các sách trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước thì Thiên Chúa của giáo hội La Mã có quá nhiều ác tính như cực kỳ tham tàn và độc ác. Những ác tính này đều được ghi trong các sách trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước. Thí dụ vài câu: phục truyền luật lệ ký dạy phải bầm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông thần mà họ thờ. Còn sách Thi Thiên nói phúc cho những ai bắt con trẻ của người Babylon mà đập vào đá cho chết. Sách Samuel nói hãy đánh dân Amalek và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết. Còn sách Dân Số Ký chương 31 dài lắm, nhưng mà chúng tôi có thể tóm lược như sau: là Chúa Trời chỉ đạo cho ông Maisen, Moses, bộ binh chống dân Madian, quân của Maisen cướp vàng bạc, kim loại,
bắt hàng ngàn, hàng trăm ngàn gia súc của dân Madian đem về chia nhau, đàn ông và bà trẻ thơ thì bị giết hết sạch, nhưng 32.000 cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Ma-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh. Còn sách Tân Ước Matthew nói: ta đến không phải, ta đây là Chúa đó, ta đến không phải mang sự bình an cho thế gian mà đem gươm giáo. Ta đến để chia rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng, và họ có kẻ thù là người trong nhà. Phần trình bày trên đây cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa của tôn giáo độc thần Kitô hoàn toàn khác với ông Trời mà các dân tộc Đông Phương theo Tam giáo đồng nguyên quan niệm. Ông Trời của người dân Đông Phương là một đấng tối cao, chí công vô tư, công minh chính trực, thưởng phạt phân minh. Câu nói trời bất trung gian là thế. Những người hiền hành, hiền lành thì được thưởng, và những kẻ ác thì sớm muộn cũng bị trời trừng phạt. Câu nói trời sẽ phạt mày là thế đó. Cái sách Nho giáo cũng dạy rõ như vậy, như là tích thiện thì cùng thiện, tích ác cùng ác, thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Suốt đời làm việc thiện mà một ngày làm việc ác thì vẫn là ác nhân. Mà hễ mình có một cái khả năng nào đó để giúp người ta đó thì luôn luôn là giúp người ta cũng chưa hết được đó. Mà mình có phúc thì cũng không nên hưởng hết phúc, còn để lại cái phúc đó cho con cháu hay cho những người khác. Trong khi đó thì ông Trời của người Việt Nam cũng không ưa lời chiếm định, không ưa tôn vinh ca ngợi hay biết ơn. Ông không cần hối lộ ăn của lễ, khi nào ông muốn đánh ai thì đánh thôi, có cầu nguyện cũng vô ích. Bằng chứng hiển nhiên là gia đình ông Ngô Đình Khả là cái người cầu nguyện nhiều nhất, nhưng mà cuối cùng thì chính cái mã của ông Ngô Đình Diệm cũng bị trời đánh. Và chúng ta đã thấy ở đất Mỹ này là những cái tượng của Chúa Giêsu cũng đã bị từng trời đánh, có khi đánh mà tan nát cả thì còn trơ lại cái khung sắt của tượng Chúa. Điều này thì quý vị đã từng chứng kiến ở đất Mỹ. Ông Trời cũng rất dễ dãi, muốn ai muốn giận dữ chửi rủa ông Trời cũng không sao. Chẳng hạn như khi gặp phải cảnh ngộ bất như ý, người ta thường nói trách ông Trời là trời già tay nghiệt hay trời không có mắt, mà vẫn tỉnh bơ không có hề ấn gì cả. Trong khi đó thì Thiên Chúa là một thứ ác hành với tất cả những thứ tội ác cực kỳ ghê tởm, từ ganh ghét, đố kỵ, tị hiềm, ưa thích được nghe những lời chiếm định, nịnh bợ, tâng bốc, hám lợi, gian tham, tàn ngược, sắc trược, ngược ngạo, háo sắc, háo danh, háo chiến, háo sắc, khát máu, lố bịch, trịch thượng. Thôi thì không có cái ác tính nào mà ông ác thần vốn nặng này lại còn có. Thiên Chúa của giáo hội La Mã độc ác như vậy, ấy thế mà giáo hội La Mã lại nói rằng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa. Lương tâm là chịu sự điều và chi phối của Thiên Chúa, nguồn mạnh của chân thiện mỹ tuyệt đối, chứ không phải của con người. Như vậy rõ ràng lương tâm Công giáo là ý muốn của hai cha con tên ác thần Chúa Giê-hô-va và Chúa con Chúa bố Giê-hô-va và Chúa con Giê-su. Lương tâm Công giáo hay lương tâm của giáo hội La Mã và của tập thể con chiên người Việt là tất cả những gì ngược lại với quan niệm về lương tâm của các dân tộc có văn hiến, cũng như nhân dân thế giới tại các quốc gia văn minh ngày nay. Lần thứ hai, chung trong bài viết về tội, tác giả Tây Phần cho rằng tội là hành vi khước từ luật của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Tội là hành vi xúc phạm đến Thiên Chúa, và tội trọng là xa lìa và đánh mất ân sủng. Định nghĩa của giáo hội La Mã về tội trên đây cho chúng ta thấy, đối với họ chỉ có những gì chạm đến ông Chúa mới bị coi là tội hay tội ác. Thảo nào trong 2000 năm qua giáo hội La Mã luôn luôn làm hại người đời mà vẫn thản nhiên xưng mình là đại diện của Chúa, là đức này đức nọ, là thánh là thiện là thiên hạ. Từ giáo hoàng xuống đến các linh mục tha hồ cướp của giết người mưu hại những người khác, tư thù cá nhân, và vẫn hãm hiếp trẻ em vị thành niên và con đàn bà con gái dù đã có chồng hay không,
đều không coi là có tội, đều là con của tốt của Chúa, cho nên giáo chủ Vatican đã phải bao che họ như lịch sử đã chứng minh. Năm 2001, giáo hoàng Benedict lúc ấy còn là hồng y, đã viết một thư luân lưu gửi cho tất cả các giám mục công giáo để ra lệnh giữ bí mật cấp độ giáo hoàng về những tố cáo liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Ông đã ra lệnh cho các giám mục phải gửi tất cả những hồ sơ đó về La Mã. Vậy thì ý kiến cho rằng ông không biết gì về chuyện lên một loạn danh quả là một sự vô nghĩa lý. Chính vì được giáo chủ Vatican bao che kỹ lưỡng như vậy, cho nên quân số nạn nhân bị các ngài linh mục hãm hiếp gần như công khai lên đến 40 triệu nạn nhân. Và Thánh Vatican phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em ngày 5 tháng 2 năm 2014. Theo sách Công giáo trên bờ vực thẳm, giáo hoàng là đầu não của một hệ thống giáo sĩ đông đảo tới gần 4.000 hồng y và giám mục. Đội ngũ quản lý hay cán bộ thừa hành, tức là các linh mục cấp dưới, thì con tổng số lên đến 400.000 người. Như vậy, tổng số hàng giáo phẩm của giáo hội lên đến gần nửa triệu người. Tính theo các dữ kiện được đưa ra trên đây, chúng ta tính trung bình mỗi một tu sĩ của giáo hội La Mã đã hãm hiếp vào khoảng gần 100 nạn nhân, gồm các trẻ em, vị thành niên, nữ tu và tín đồ. Tình trạng này quả thật là vô cùng khủng khiếp. Phần trình bày trên đây cho thấy rằng quan niệm về công lý, công bằng, công đạo và nhân ái về lương tâm của giáo hội La Mã trong xã hội thì Kitô cũng rất ngược ngạo và hoàn toàn trái ngược với quan niệm này về các dân tộc của các dân tộc khác trên thế giới. Có một chuyện ngược đời về sự ngược đời lương tâm, có một câu chuyện về sự ngược đời về lương tâm công giáo ở một số đạo tại Việt Nam rất đáng ghi nhớ. Câu chuyện có thực đã xảy ra trong một trại định cư của người Bắc Kỳ di cư ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-75. Chuyện này được nhà văn Cato Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại trong cuốn Sốc Đạo của ông. Đây là cuốn Sốc Đạo. Chuyện bắt nguồn từ một chuyện tình giữa thầy bốn tên là Phán, khoảng tuổi từ trên 25 trở lên, sắp trở thành linh mục, có địa vị được rất nhân trong đạo rất kính trọng, và một em bé gái vị thành niên mới 16 tuổi tên là Mai. Em này còn đang theo học lớp nhất ở trong trại định cư Tân Hạ thuộc quận Củ Chi hay Hóc Môn ở miền Nam Việt Nam. Chuyện yêu đương này nếu có lỗi thì phải nói là thầy bốn đã dụ dỗ cô Mai là gái vị thành niên, nhưng lương tâm của các xóm đạo không hề đả động đến thầy bốn mà lại lôi em bé Mai ra xỉa xói và đánh bề hội đồng rất là dã man. Tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn kể lại như sau. Một nhóm khá đông các bà đang hung hăng xúm lại xỉa xói, có quỷ lăng loàn, đánh chết nó đi. Một bà khác rít lên, xé xác nó ra, đuổi cổ nó ra khỏi nhà thờ, nó dám quyến rũ thầy. Bà khác lại thêm, con rỉ dốt nhơ làm ô danh Chúa. Cùng với những lời chửi mắng ấy, hàng chục bàn tay xúm bà xé toan hết áo quần của Mai. Mai vừa khóc vừa cố thoát thân, nhưng họ vây chặt tứ bề, không một ai lên tiếng can ngăn. Tất cả đều đồng ý với nhau là phải ra tay trừng trị đứa con gái khốn nạn đã quyến rũ thầy Phán khả kính của họ, làm thầy lung lay con đường tu hành. Từng miếng vải tung lên, chiếc áo dài trắng, cái quần đen, cái áo lót trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn quăng đầy chung quanh. Tác giả Nguyễn Ngọc Ngạn mượn vai thầy Thông trong xóm đạo để phê bình như thế này. Cái người đáng để các bà xé hết quần áo chính là thầy Phán, nhưng các bà lại không làm như thế mà chỉ dồn trọn căm hờn vào một phía tòng phạm. Thông điềm tĩnh bảo, cô ấy biết lỗi rồi, từ nay không dám thế nữa, các bà cho tôi xin. Nguyễn Ngọc Ngạn, xóm đạo. Trang 42-44. Ở trong trường hợp này, thông thường trong bất kỳ xã hội có văn hiến nào, lẽ ra người bị lên án là thủ phạm quyến rũ vào cuộc tình này lại phải là người lớn tuổi, bất kể người lớn tuổi này là nam hay nữ. Câu chuyện này cũng nói đến sự lộng hành của các xóm đạo ở Việt Nam thời Việt Nam đệ nhất Cộng hòa, đến độ xem thường các chính quyền địa phương, nghĩa là công lý của xóm đạo đè bẹp công lý của chính quyền thế tục. Rốt cuộc,
cô gái nạn nhân mai này không được ai bảo vệ, cha mẹ cũng không, chính quyền cũng không, lương tâm của là người bị lương tâm công giáo bịt miệng. Một chuyện tình ái với chị em ở Mỹ, tại tiểu bang Washington, đã có trường hợp cô giáo tiểu học tên là Lê Trụ Nô, 35 tuổi, thương yêu và tâm làm tình với một em học trò với lớp nhất mới 13 tuổi. Rồi cô giáo này thì bị đưa ra tòa và bị xử tội tới 7-8 năm tù. Xin mở dấu mặt ở đây, nếu chuyện này xảy ra trong một cơ sở của nhà thờ Vatican, và nếu cha mẹ trẻ em bị thành niên thuộc gia đình cuồng tín thì không chắc gì đã được đưa ra, câu chuyện này đã được đưa ra chính quyền. Cũng may là ở Mỹ ngày nay dân chúng ít cuồng tín hơn, cho nên các vụ lạm dụng tình dục như vậy thường được đưa ra ánh sáng công luận. Chuyện bé Mai bị đấu tố tại sân nhà thờ xóm đạo Tân Hạ ở ngay vào sau khi giờ lễ tan ra, cho chúng ta thấy rằng trong xã hội Cato không những công lý và đạo lý bị đảo ngược, mà cả cái tình cảm thiêng liêng của cha mẹ đối với con cái cũng bị tê liệt trước nanh vuốt của nhà thờ. Trường hợp này, lương tâm công giáo của bậc làm cha mẹ đã đè bẹp tình phụ tử hay tình mẫu tử thiêng liêng tự nhiên của con người. Và công lý của nhà thờ là sự tàn nhẫn ngược với lương tâm của nhân loại. Người biết đã từng được chứng kiến một con gà mái đang cùng đàn con rong ruổi kiếm ăn ở trong sân nhà, chợt có một con diều hâu bay liền ở trên trời, con gà mẹ liền vội vàng kêu cúc cúc và xòe cánh ra gọi đàn con chạy vào ẩn náu dưới cánh của mẹ. Một con chó cũng biết bảo vệ đàn con mới đẻ của nó. Trong thời gian mấy tuần lễ đầu vừa mới đẻ, con chó mẹ luôn luôn túc trực quanh quẩn ở bên cạnh đàn con. Vào những lúc này, nếu có một sinh vật nào di chuyển đến gần nó mà nó cảm thấy có thể gây nguy hại cho đàn con của nó liều chết chiến đấu chống lại kẻ thù ngoại nhập để bảo vệ đàn con của nó. Ngoài những mỹ từ lương tâm công giáo hoặc công lý và hòa bình, tập thể Việt kiều còn thích dùng những mỹ từ khác như dân chủ, tự do, dân quyền, làm cho người đời lầm tưởng rằng họ sống theo nếp sống văn hóa tiến bộ giống như các dân tộc, các quốc gia tân tiến. Thế nhưng họ cũng nói vậy mà không phải vậy, nghĩa là họ luôn luôn nói và làm ngược lấy những lời nói của họ. Ví dụ, ngay khi làm lễ gọi là cáo thú tội ác với Chúa của họ ở với nhân loại, chúng tôi nói ở trên, giáo hoàng John Paul II thay vì thành tâm xin lỗi lại bào chữa rằng giáo hội phải dùng đến vũ lực để bảo vệ chân lý, có ai nghe được không? Thú thực chúng tôi nghe thấy lợm giọng quá. Giáo hội La Mã và tín đồ Kitô của giáo hội La Mã lớn tiếng cao rao rằng tranh đấu cho nhân quyền, nhưng lại chia cách tình vợ chồng của người ta. Vào tháng 8 năm 2001, chính giáo hoàng John Paul II lại cưỡng bách giám mục Emmanuel Milingo, 71 tuổi, từ bỏ vợ là bà Marie Song, 43 tuổi, mà ông mới làm lễ cưới được gần 3 tháng. Trước bàn thờ Chúa Giêsu trong một ngôi giáo đường của một hệ phái Tin Lành. Tháng 8 năm 2001, giáo hoàng John Paul II kêu gọi giám mục Milingo nhân danh Chúa Giêsu Kitô trở lại giáo hội Công giáo. Milingo đã đồng ý bỏ rơi bà Sung. Bà Sung đã tuyệt thực gần 2 tuần lễ ở bên ngoài nhà thờ Thánh Phêrô để phản đối sự chia cách vợ chồng của họ. Xin xem cái hình của bà Marie ở trên. Tín đồ người Việt của giáo hội La Mã vẫn thường lớn tiếng cao rao tranh đấu cho tự do dân chủ, nhưng chính giáo hội bản thân của giáo hội La Mã là cơ quan đầu não, tức là giáo triều Vatican lại thế chế độ tăng lữ quân chủ chuyên chế toàn trị. Đây là cái tài liệu mà chúng tôi dùng cái danh từ tăng lữ chuyên chế toàn trị ở trong cái cuốn sách này. Đây, quý vị có thể thấy, và ở nơi trang 208 là đây, chúng tôi đây.
Tín đồ của giáo hội La Mã thường tuyên bố là tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhưng có một người nào đó thuộc một tôn giáo khác muốn thành hôn với người yêu là tín đồ Cato, thì người đó sớm hay muộn cũng bị đòi hỏi phải từ bỏ tôn giáo cổ truyền của gia đình, phải đi học lớp giáo lý, phải làm lễ rửa tội theo đạo và phải làm lễ thành hôn ở nhà thờ. Giáo hội La Mã cũng như giới tu sĩ Giáo Đen và tập thể quân chiên người Việt thường gọi các tôn giáo khác là các tôn giáo bạn và cũng biết tranh đấu cho quyền bình đẳng tôn giáo. Nhưng trong thực tế, giáo hội La Mã lại luôn luôn cố ý sử dụng những từ ngữ mang nặng tính cách khinh rẻ, miệt thị nhất đối với các tôn giáo khác như là tà giáo, dị giáo, vu đạo, sách kinh nhật. Khóa trang 707 gọi dân Việt Nam là chín muông cầm thú. Sách lịch sử giáo hội công giáo phần nhất của linh mục Bùi Đức Sinh sử dụng không biết bao nhiêu lần các từ man di, mọi rợ và dã man nói để nói về ám hay ám chỉ những người hay thuộc nhóm dân các tôn giáo khác và văn hóa khác. Trong mục tựa đề là thái độ của giáo hội La Mã đối với man dân từ trang 200 đến trang 208, ông linh mục tác giả này của cuốn sách này đã dùng tới từ man di và mọi họ đến 26 lần. Đó là những bằng chứng rõ ràng nhất cho cái đặc tính trịch thượng, khinh rẻ, miệt thị tất cả các những gì không cùng tôn giáo với họ. Những hành động tàn bạo và ngược ngạo trên đây là tiêu biểu cho các tôn giáo độc thần. Các giá trị về đạo đức của nhân loại thường tình không phải là căn bản đạo đức của tôn giáo độc thần. Giá trị đạo đức của họ là mức độ tin tưởng, mức độ yêu mến, mức độ nương nhờ, tùy thuộc vào cái đấng tối cao của họ mà thôi. Quan chiên được nhồi sọ ba điều gọi là đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta có thể đi đến kết luận là đừng tin những gì giáo hội La Mã nói, hãy nhìn những gì họ đã làm.